Tiên Dragon của nhóm Big Bang và Jennie nhóm Blackpink hẹn hò hiện vẫn đang gây chấn động mạng xã hội trong và ngoài nước. Theo Dispatch, cặp đôi luôn hẹn hò tại căn penthouse cao cấp của Dragon ở Hà Nam Đông trong vòng hơn một năm qua. Jennie sau khi hoàn thành lịch trình sẽ đến nhà đàn anh rồi trở về. Được biết, căn biệt thự của Dragon rộng gần 300 m², có trị giá 9 tỷ won, tương đương hơn 171 tỷ Việt Nam đồng. Dragon cũng từng hé lộ một vài hình ảnh trong căn biệt thự này khiến ai nấy đều trầm trồ vì đây trông giống như một bảo tàng triển lãm hơn là nơi để ở vì đồ nội thất bên trong quá độc đáo và đắt đỏ. Bộ bàn ăn trong nhà Dragon có giá khoảng hơn 3 tỷ đồng, những chiếc ghế trông như ghế đồ chơi nhưng mỗi chiếc đều có giá từ 500 triệu đồng đổ lên. Không dừng lại ở đó, khi tham gia chương trình truyền hình Xin Hãy Yêu Thương Chiếc Tủ Lạnh Của Tôi, Dragon khiến mọi người choáng ngợp khi hé lộ các nguyên liệu xa xỉ bên trong tủ lạnh. Đầu tiên là trứng cá tầm muối, món ăn chỉ giới thượng lưu mới tiêu thụ, có mức giá là top 10 món ăn đắt nhất thế giới. Tiếp theo là nấm kim cương đen, giá khoảng 150 triệu đồng 1 kg. Sau cùng là món gan ngỗng khoảng 2 triệu đồng 1 kg. Ở trong căn penthouse 171 tỷ, thưởng thức những món ăn đắt top 10 thế giới trên bộ bàn ăn hơn 3 tỷ. Không ngoa khi nói rằng Dragon và Jennie đích thực là cặp đôi hẹn hò toát ra mùi tiền.